Vong linh ma quỷ có thật hay không ? Khoa học hiện đại thì vẫn chưa tìm thấy được câu trả lời cho hiện tượng bí ẩn này. Nhưng có rất nhiều người khẳng định là có ma vì họ đã nhìn thấy. Bố con cũng nói vậy. Trong một lần bố con đi làm về muộn lúc hơn 12 giờ đêm thì cảm giác như có ai đó đi theo, và bố con quay lại thì đúng là có người đi theo thật. Bố con nhìn kỹ thì nhận ra đó là anh hàng xóm đã chết từ năm ngoái rồi. Vậy là ma quỷ có thật đúng không thầy? Và tại sao có người nhìn thấy, có người lại không thấy? Con xin thầy giải đáp thắc mắc này cho con ạ. Con cảm ơn thầy. Bạn Thùy Dung này, bạn hỏi về chuyện ma có thật hay không? Các Phật tử thấy nào? Ma có không? Có chứ đúng không? Trong lục đạo chúng ta nên có ma. Ma mình gọi là quỷ, ngã quỷ đó. Ngã quỷ hay cô hồn đấy là cõi ma đấy. Nha. Đó. Thế còn cái thần thức chúng ta trong 49 ngày cũng là một dạng ma. Nha. Nhưng mà ma đấy là trong giáo lý thì gọi là trung ấm thân. Sau khi mà hết trung ấm thân thì nó chuyển vào cõi ngã quỷ hoặc tái sinh vào trong sáu cõi. Đó, nó phải tái sinh. Thế vào ngã quỷ thì gọi là ma, là cô hồn ngã quỷ lang thang đó. Đấy. Thế cái ngã quỷ này không phải ai cũng nhìn thấy. Thời Đức Phật cũng thế, có phải các đệ tử Phật ai cũng nhìn thấy đâu. Đức Phật khi mà Ngài chứng đạo là Ngài thấy ngã quỷ rồi. Nhưng mà vì các đệ tử của mình lúc ấy mới tu cũng chưa ai chứng đắc gì cả. Cho nên Phật cũng chưa nói. Mãi sau này khi Ngài Mục Kiều Liên, Ngài nhìn thấy, Ngài Mục Kiều Liên, Ngài đắc A-la-hán, Ngài có thần thông, Ngài nhìn thấy ngã quỷ. Lúc ấy Ngài lên bạch Phật, Phật mới nói ta cũng biết điều này rồi. Nhưng vì chưa ai thấy cho nên ta chưa nói. Nói họ không tin. Nhưng khi có Ngài Mục Kiều Liên thấy rồi, lúc với Phật tuyên bố ngã quỷ nó như thế, nó đói khát như thế, nọ thế kia, nghe không? Vậy thì thưa đại chúng là cái con mắt thịt của chúng ta thì nhiều cái không thấy lắm. Vi trùng mình cũng có thấy đâu. Nghe không? Mắt mình thua mắt con mèo, thua mắt con cú, thua rất nhiều mắt của các con vật. Đó. Có nhiều cái mình không thấy vì cái mắt của mình chỉ thấy những cái tần số ánh sáng nhất định thôi, cái sóng ánh sáng nhất định thôi. Còn những cái sóng ánh sáng cao hơn là mình không thấy, hay là thấp cái tần số hơn là mình cũng không thấy. Đó. Thế cho nên là ma quỷ thì có người thấy, có người không, cái đấy là tùy căn cơ từng người. Nghe? Đó. Rồi các cái con vật có những cái loài nó thấy được. Chúng ta nhớ là cái con chó nó hay cắn ấy, người ta gọi là chó cắn ma là thế đấy. Chó nó có thể nó thấy được. Nghe? Nó đi, nó thấy bóng, thấy dáng, nó cắn, nó sủa. Nhá. Thế thì cái này là không phải ai cũng thấy, có người thấy, có người không. Đấy là tùy cái duyên, cái căn cơ của từng người.